Xin chào mọi người đã quay trở lại với live stream của chị. Mình là Thích Văn ạ. Hiện tại mình đang có mặt trong phòng phẫu thuật mắt mọi người nha. Và mắt cùng chị Ý vừa mới thực hiện xong một ca mơ nhỏ cho chị khách hàng lắm. Chị khách hàng hôm nay của em thì tìm tới bác với tình trạng vùng một là teo lét ngay tuyến vú hai bên nha mọi người. Các phòng môi tuyến trên nữa khách thì chị mở môi trong mà không có được đầy đặn hay là khách không có hài lòng lắm. Chị khách này thì mong muốn đặt ngực lên thì to, tròn và sexy ha. Đây là hình ảnh khách hàng sau khi làm rất là căng và tròn sexy này ha. Chị Ngân cũng có chia sẻ là chị muốn bắt đầu để khen chị vì cái quả ngực này khách hàng không có hài lòng lắm. Muốn căng căng cái phần này và ngực đều hai bên, hiện tại mọi người có thấy là ngực hai bên không có đồng đều lắm mọi người ha. Sau khi làm xong thì ngực hai bên khá là đồng đều nhau nè, chân ngực đều, bồng tròn, căng tròn và sexy mọi người ha. Chị khách hàng nào đang gặp tình trạng giống chị Ngân ngày hôm nay của em hết thì cứ liên hệ ngay cho bác sĩ thẩm mỹ Thúy Vân nha, để bác tư vấn và thăm khám miễn phí cho mình mọi người nha. Không có hotline này nha mọi người.